cân 200 nghìn đấy. Là nó cắt từ miếng to ra đấy. Em thấy bọn làm mỹ ra phải là đấy thì không may gì nhỉ. Mà nó có mấy cái sợi sợi bé ấy. Đấy là nó nạo bé ra đấy. Đâu cho đầu bếp mi đập đi. Ok, mi chuẩn bị đập nha. 1 2 3. Rồi đầu đập. Bếp, đầu bếp mi đập đập đi. Đây cầm tay đập, cầm tay. Đập. Đấy lấy luôn mà tay đập vào. Đập đập. Đây cắn cắn. Đây mi để này, đi mi để đây này. Cho mi nặn hình tròn không? Nặn hình tròn không? Cho nó nặn hình tròn đi. Cho nó viên bé bé nó nặn hình tròn đi. Đấy đưa cho nó đi cho nó nặn. Đây mi nặn cho mi bé. Mi nặn đi kìa, mi bỏ búa ra cầm tay vào. Mi vo cho hình tròn nào, vo nào. Vo vào. Đây đây mi cầm cục này. Mi cầm cục này mi vo. Đấy vo đi. Để cho nó đỡ cái gì. Đây đây. Mi vo tròn mi bé ra. Vo đi. Vo tròn. Vo tròn nữa. Thank you.